Giặt giũ, phơi quần áo là công việc quen thuộc của các bà nội trợ. Việc giặt giũ quần áo, phơi khô rồi thu dọn, chéo móc gọn gàng đã trở thành quen tay. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm kiểu truyền thống thường gặp phải những trở ngại như dây phơi bị đứt do không chắc chắn, gió thổi khiến quần áo bị xô vào gần nhau khiến chúng lâu khô và có mùi khó chịu. Có lẽ đã đến lúc bạn cần thay đổi các sản phẩm móc treo quần áo truyền thống bằng các loại móc thông minh và tiện ích hơn. Hôm nay Shop USA Store xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm cuộn dây phơi dài 5m. Sản phẩm làm từ chất liệu nhựa mềm bền chắc, dây phơi cực kỳ bền chắc và dẻo dai, có thể chịu được mọi loại thời tiết, không thấm nước, không dẫn điện, rất an toàn và bền. Trọng lượng lại rất nhẹ. Bạn thấy thích sản phẩm thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được giá khuyến mãi nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vào giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.